À, thấy 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 bông, thấy bông keo, thấy bông keo rồi. Nào, những anh em huynh đệ, like video cho kẹo chưa? Hai em nào chưa like, like video giúp mình nhá. Yo. Ui. Ngộ không à? Vãi cả lìn. Ngộ không. Ui. Ngộ không trên đảo sa mạc lại biến hình thành cái bụi cây. Ẩn thân chi thuật kiểu đéo gì đấy. Trông nó lộ mà. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop ác chính thức của Sĩ Kẹo. Shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. What's up, chào anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Yo, thì ngày hôm nay là hôm nay thì thẻ vô cực mùa mới nó mới được ra mắt, thế nên là mình sẽ mua thôi nhờ. Ở đây hiện tại là mình đã mua full thẻ vô cực rồi nhá, rất nhiều phần quà giá trị luôn nha. Chúng ta có một cái áo sukiyaki. Thì cái thẻ vô cực mùa này nó sẽ mang cái phong cách đó là sát thủ sushi có skin xe, ngầu không? Ngầu không? Anh em đã bảo không ngầu hả? Rất là xịn sò. Có một cái áo thì áo sushi cá hồi. Cái bộ trang phục nào cũng liên tưởng đến sushi nhở. Và nhân vật mới Luketa, anh em thấy chưa? Luketa thì mình cũng đã mua rồi, lát nữa trải nghiệm luôn nhá. Gói sát thủ da men này, bộ trang phục dành cho nữ rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem nha. Nếu như anh em cày đến 80 huy hiệu, các bạn sẽ có được là shotgun M1873 sushi. Yo, xịn không? Cây súng có rất là ít skin trong game Free Fire nhá. Chúng ta có lựu cá nóc này. Mà trông trông nó ngầu thôi mọi người ơi. Hòm xác sushi nha. Tóm lại là một cái mùa thẻ vô cực chỉ liên quan đến đồ ăn hay ván cá hồi luôn. Cá hồi, cái này là cá hồi róc xương à? À không, cá hồi để lại xương á mọi người. Được tặng một đá chế tác này, cũng như là ở đây có ba lô sushi nha, khi mà anh em đạt đến 200 điểm nha. Thế luôn, cái ba lô sushi này xịn vãi. Ở bên trên này có một cái ba lô nhưng mà nó hơi lởm ấy, khỏi cần review anh em nha. Đó, anh em quan tâm đến ba lô rồi thôi, ba lô ba xịn vãi trưởng luôn. Và trùng cuối, gói sát thủ sushi đấy. Hayato mặc vào trông kiểu ngầu đẹp vãi, đúng là kiểu hợp luôn anh em ạ. Ai xịn, còn chần chừ gì nữa, let's go. Hello anh em, hôm nay là một ngày thứ bảy thì nói chung thì đầu tiên trước khi bắt đầu cái video này thì Kẹo xin chúc anh em có một cái cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình nhá. Ok, cũng như là bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em có thể là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ video giúp Kẹo nha. Yo. Hôm nay win một trận game trên đảo sa mạc. Đủ má. Anh nên đéo nào đây? Từ từ anh em ơi, tôi ra ngoài tôi vả nó, xử nó luôn. Đủ này. Đai mẹ luôn. Ui. Hôm nay bắn kiểu xuất thần vãi trưởng luôn. Ấy. Xịn xịn nhờ. Giới thiệu cho anh em một xíu đi. Tính năng của Luketa đủ vãi, dựng cả bóng keo đã. Thằng kia bắn ghê quá. Tính năng của Luketa đó là các bạn sẽ được tăng máu tối đa nhá. Lúc nãy là mình hạ gục một kill duy nhất vật, tăng 18 máu luôn ạ, xịn không ạ? Hiện tại thì cái con nhân vật của mình Luketa đã nâng cấp max lên level 8 rồi nhá. Ui, số mẹ xe đi. Yeah. Đủ má, chơi thằng này hơi khó nhá. Thế nhưng nó trốn sau cây dừa ấy, mình cũng phải cuốn máu đã. Đi. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Hey, anh em từ từ nhá. Yo, hiện tại thì Kẹo sở hữu combo M8 này, chúng ta có MP40 rồi. Nào. Người anh em bầu trời ra đây hộ cái này. Đéo đâu nhở? Ui, chạy nhanh vãi cả lìn. Tôi cũng nghĩ là kiểu nó qua mẹ bên kia rồi. Vãi lúa đấy. Từ từ anh em. Từ từ rồi khoai sẽ như. Đéo gì, hình như nó lên tròi rồi, vãi lìn. Từ từ. Ui, anh đừng. Mạo hiểm ấy. Người ta chỉ muốn kiếm thêm tí đồ thôi. Vãi, nó bắn mình kiểu sợ mẹ mặt mũi luôn. Ôi, thôi. Anh xin khổ vãi. Yo, đây rồi. Bông keo thì mình lượm được 3 trái rồi, ngon. Đủ ba kiểu. Đéo hiểu kiểu gì luôn, mẹ người ta đang ngồi chơi đậu xanh. Lý do tại sao mà hôm qua thì không có ra video cho anh em là hôm qua hiện tại thì mình có một chuyến đi du lịch Hạ Long, xong vỡ mẹ đầu. Không, ý là tôi bắn thằng địch vỡ đầu cơ. Vãi thật. Có đi du lịch Hạ Long thì nói chung là đi chơi với mấy anh em trong công ty này, không có lên video cho anh em xem được. Đấy, rất là tiếc nha, nhưng mà đợt này thì nếu như mình rảnh nhiều hơn xíu thì sẽ chăm chỉ làm video cho mọi người coi nhờ. Thì mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách là nhấn nút like cho video đi. Ok.
Ê, coi đây xíu nhá mọi người nhá. Hiện tại thì mình đang ở trại chỉ huy thì có một cái vấn đề đấy là các bạn leo danh bây giờ là nó xuất hiện khá nhiều những cái kiểu lần chơi trên đảo sa mạc. Nên là nói thật thì mình cũng đã quen rồi, không còn kiểu bỡ ngỡ như một vài ngày đầu. Thề luôn, tôi muốn đảo sa mạc xóa con mẹ ra khỏi game ấy. Thề đơn giản đấy, là khi mà các bạn chơi game trên cái đảo này máu nó cứ vàng trông kinh ấy được. Nhưng mà không sao, chơi nhiều cũng quen đúng không? Đấy, trước lạ sau quen mà từ từ rồi sẽ quen thôi, có gì đâu anh em nhờ. Nhưng mà kiểu tầm này tôi ế vãi chán quá. Lâu lâu thì nghe vẫn than vãn trên kênh của mình là ơ anh ơi em ế em, anh ơi anh kiếm người yêu cho em đi, ô anh ơi anh phát người yêu cho em đi, thôi anh xin. Đến anh còn đéo có người yêu, thề. Rồi nha, thế đi. Đào đéo đâu ra có cả người yêu để phát cho anh em vậy. Vâng, ở cái đảo sa mạc chết tiệt này mà chạy mãi chả thấy cái thằng dở hơi nào. Trông kiểu nản đi. Thế đi kiểu kiếm đâu ra người để mà kiếm kill nhở. Vẫn mục tiêu như thường lệ thôi nhỉ những người anh em. Hôm nay tôi cố gắng kiếm 10 kill cái. Yeah. À đây. Ui ôi. À chạy nhanh. Ôi nó dựng bóng keo mẹ rồi. Đây dựng bóng keo, từ từ tôi tiếp cận nó. Anh lại phải sợ chú cả. À thằng này khá. Khá nhở. Ơ có hai đứa. Có phải có hai đứa không? Sao cái bóng keo trông khác nhau ấy. Hình như có hai đứa bỏ mẹ rồi. Cái này vỡ mồm rồi, cuộc tình tay ba rồi. Cuộc tình tay ba tay bốn, đừng đùa. Câu quả liệu quá, chạy đi, này. À, né. À, né với anh à. Biết chắc nó ở đâu rồi. Úi ôi, né. Úi, anh ơi, em sợ. Ôi, má ơi, nó cầm sốt gan. Thế tôi cảm giác sợ mấy thằng cầm sốt gan vãi. Anh ơi, đừng làm gì em nhá. Đang còn máu đó. Vãi lùa. Thế anh ơi, anh đừng qua đây. Ui, anh sao anh câu liệu kinh ấy. Úi rồi này. Mày câu liệu bố mẹ tưởng thế là hay á. Ôi, sợ thì sợ thật nhưng mà giết nó thì tôi vẫn giết chứ đúng không? Hey. Dạ, mới đây có 3 kill thôi á. Vãi cả hàng thật. Đúng là quả đảo giờ hơi thật. Cái đảo này nó thật thì nó rộng hơn đảo quân sự này. Nó rộng hơn cả đảo thiên đường. Nên là cái việc mà anh em kiếm người nhiều khi kiểu khó vãi, màu sắc nó cứ vàng. Gặp phải mấy dân chơi chuyên mặc mấy cái đồ kiểu vàng cam cam một tí là thế anh em khó nhìn vãi luôn. Hay là cậu lại bảo với tôi là ừ em chơi dễ nhìn bình thường, không có đâu. Đánh giá sơ qua một chút xíu đi. Về cái nhân vật Luketa thật sự là mình đánh giá là anh em nên mua con nhân vật này nhá. Có một kỹ năng hiện tại mình đang sử dụng nhá, là con Luketa này có kết hợp với Hazato này, tính năng chạy nhanh của Kelly, cũng như là mình có mang thêm cái tính năng của Alok nha. Yo, mình thấy là combo này kết hợp với Luketa khá hoàn hảo. Và các bạn chơi game nhá, thề máu trâu vãi cả trường. Ông nào mà giờ nhá chưa có Luketa là thiệt nha. Cái đêm vài phiên bản cập nhật Free Fire thì Alok trông kiểu có vẻ ngon, nhưng mà bây giờ thì không có Luketa mới là dở đấy, nên là kiếm tiền mua đi. Không là anh em thua thiệt khá nhiều nhá. Máu thì vãi cả trưởng ra đúng không? 235 máu thề. Cái này thì nó không bị tụt đâu. Tôi đã nâng cấp mắc cấp rồi nên là thế nên là giết 2 kill ấy. Đấy, đầy 235 máu. Câu này xịn chưa? Ai đánh giá một xíu đi, về cái nick của mình cũng khá là xịn nhá. Thế mà nhiều khi anh em còn bảo là anh ơi sao anh không quay này, anh không quay kia đi. Nick xịn vãi rồi. Lâu lâu thì kiểu đem ra khoe với anh em xíu thôi. Ngày nào cũng khoe anh em ghét thì làm sao đúng không? Đấy, tôi tính toán cả. Ui, đủ má mày. Mày chạy đi đeo đâu, ui trông ngơ ấy gì thế. Kiểu hiểu sao. Bạn ơi bạn ăn cái gì trông mặn ngây thơ thế. Này, mình thì mình mới đổ qua iPhone 11 Pro Max để chơi game ấy. Trước đó thì mình xài XR nên là kiểu màn hình hơi lớn ấy, bắn kiểu ngu ấy. Đủ má, nó chơi trốn tìm à. Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi, anh em kết nghĩa, anh em huynh đệ, anh em xương máu. Ô đừng. Thế đéo hiểu kiểu gì, chạy tìm nó mệt vãi. Cơ bản đấy, iPhone 11 Pro Max màn hình nó khá là to ấy nhờ. 6.4 inch, 6.5 inch gì đấy mình chưa quen nữa nên là. Ui. Đủ má mày, thằng điên nào trên kia. Đéo hiểu kiểu gì. Ui anh ơi. Thế còn tí máu. Anh ơi mẹ anh mẹ anh em biết lôi, em biết lôi. Ui đây là sân chơi của các anh. Đây sân chơi của các anh, em không dám làm gì đâu. Đủ má, giết có 4 mạng thôi mà kiểu chúng nó săn mình vãi cả trưởng, săn mình như con chó ấy. Sợ ấy đứng kiểu núp sau cái cây xương rồng anh em ạ. Mày này, bắn bố mày đi. Bố ơi, sợ quá cơ. À thế mà sao mà, à hả?
từ lớp 1 lớp 5 nó còn chưa sợ, sợ gì thằng lớp 10 lớp 7 như mày. Ăn con mẹ mà liệu đi, thật ra tôi đáp chơi quả liệu đấy thì hầu như nó không đến đâu. Đáp kiểu dọa đúng không? Đấy, dung cây dọa khỉ. Theo một số anh em fan bảo chứ, ui súng anh hết đạn, anh cứ cầm anh dọa nó. Ui, dẫn thêm quả bóng keo nữa. Ô, hô hô. Ui, câu liệu á. Ui sợ quá, bạn ơi. Bạn không cái đéo gì vậy. Tôi ở mãi ngoài, mãi cả lìn câu. Thế, xin người á. Nhưng mà thằng nào ở dưới? Hả? Nổ nhanh địa chỉ thằng nào ở dưới. Tôi vừa thấy có thằng nào dở hơi đảo ở dưới. Từ từ tôi xem nhá. Là tôi quất nó luôn anh em. Ui ở dưới đông lắm. À thấy bóng keo, thấy bóng keo à. Nào những anh em huynh đệ, like video cho kẹo chưa? Hay em nào chưa like, like video giúp mình nhá. Yo. Ui ngộ không à. Vãi cả lìn. Ngộ không. Ui ngộ không trên đảo sa mạc mới biến hình thành cái bụi cây. Ẩn thân chi thuận kiểu đéo gì đấy. Trông nó lộ mà. Tôi nhìn cái tôi biết ngay. Chui ôi thường phải. Ngộ không cái quần què. Ui ôi. Này heo so mẹ luôn. Ôi số phận của các bạn ngày hôm nay các bạn chết sớm rồi. Mình cố gắng nhá. Tranh thủ rút đồ cái. Ui có một keo. Ý lỡ. Rồi tranh thủ cố gắng ấy, tôi kiếm top 1 cho mấy người anh em cứ ăn nghỉ đi đúng không. Thế là bây giờ còn 3 đứa. Nào, hóng vãi, 3 đứa này thì nói chung thì cứ từ từ thôi. Thông báo một xíu về lịch live nhỉ. Đấy là hiện tại thì mình vẫn đang stream khá đều đặn trên Nonoline nhá. Mình có để link ở phần mô tả, mọi người tải app, mọi người follow những cái stream của mình nhá. Tối chủ yếu lên stream ngồi thóc sâu, ngồi chém gió. Cái ông từ chuyện trên trời dưới đất nói phét ấy. Chứ mình là một streamer kiểu nghèo á mọi người ạ. Anh em nhiều khi anh em cũng bảo ui làm streamer sướng, làm youtuber sướng thì giàu lắm tiền. Làm đéo có đồng nào cơ ông. Bữa ăn tôi đang còn ăn cơm hộp 25.000 đồng thì được có vài cái món vớ va vẩn anh em. Nhiều khi bảo ui có thằng ở trên. Ui câu kiểu ui câu ngu ấy thì thôi. Anh ơi. Ui. Ui đừng. Ui anh ơi. Ôi kiểu tôi bị quáng mẹo. Đéo nhiều kiểu gì máy màn hình to quá mình bị quáng. À trời ơi bố ơi, sợ quá. Ui đéo hiểu. Gặp nguyên quả shipper một keo, nhiều một keo ấy gì. được nha. Có hai đứa nha. Ui quần máu cho nó đầy, cho nó xịn sò. Tôi thề luôn đấy, Lucetta xịn vãi. Với phần mới này anh em trang bị kỹ năng thoải mái mà Lucetta vẫn nét tính năng alok bình thường đấy. Bom đang thu lại rồi đây, nhưng mà còn hai đứa à? Để mình xem đã chứ sao vắng quá nhở. Ô thế là các bạn tính chơi trốn tìm với mình nhá. Ồ được nhở. Ơ nhưng mà thằng nào vừa giết nhau nhanh nhở, tôi chẳng nghe tiếng động gì cả. À có phải cái hòm xác kia không, có phải không, tôi nghĩ là nó ở đây ấy. À được, nhưng mà trong này không có à. Ơ vãi lúa nhở. Thế thì người anh em ở đâu nhở. Ơ trong này không có này. Ui chết mẹ rồi. À quần đỏ. Yo buya yeah tuyệt vời. Win game rồi, quẩy nào những người anh em nhá. Tập này thì chắc là hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhá. Ở giờ thì bye bye, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.